áo đưa lên số. Xin chào anh Huỳnh Huy Thông nhé. Anh có số điện thoại là 0899 3 số cuối là 126. Anh ở số 319B đường Đoàn Hoàng Minh, phường 5, thành phố Bến Tre. Còn sau khi anh có xem kênh YouTube thì cao đường lịch số thì anh có đặt bên em một cái súp điện B3 bát 30 mặt trước, mã gọi là BS7172 là mã. Vâng, thì đây là cái sản phẩm của bên em đã bỏ cái thùng ra và bên em test cho anh. Đây là hàng nhập nhà máy nguyên hộp, nguyên đai nguyên kiện của nhà máy luôn. Đây là bên em đã bỏ ra để test chất âm cho anh. Sau khi bên em đã test trước đây mấy tiếng thì bên em thấy sản phẩm ok, bên em bắt đầu quay video để test lại một lần nữa cho anh trước khi bên em đóng hàng gửi. Thì đầu tiên là em thay mặt công ty Zika Audio Minh Số thì cảm ơn anh đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên Zika nhé. Đây là cái giao diện phía trước của Super 3 7172 mã anh này. Đây là bên em đang đấu tín hiệu trực tiếp để em thử nhé, hoạt động tốt ổn định thì bên em mới gửi. Thì đây là bên em đang đấu trực tiếp nhé. Bằng anh thì anh nói là nhà anh dùng vang và đẩy thì em sẽ tặng anh một cái rắc Canon dao hoa sen để anh đấu trực tiếp xuống đẩy luôn. Đây là bên em đang đấu dây của anh luôn đây này. Dây này là em tặng anh nhé. Đây em đấu xuống súp này. Đây thì đây là mã anh ơi, B3 BS7172 mã. Vâng, đây là cái súp B3 thế hệ mới được nâng cấp cải tiến từ cái mã 77 thường, được thay toàn bộ những cái phím, những cái rắc, những cái công tắc thay đổi cái dáng rất là nhiều. Trước thì là cái mạch đen, giờ được sử dụng cái mạch nhôm trắng rất là cao cấp, và cái đảo pha thì cũng được sử dụng bằng công tắc tắt mở rất là dễ dàng. Nó có cả chế độ dò tín hiệu. Đây anh nhé, bên em đang đấu trực tiếp cho anh này. Tiếng trầm rất là sâu. Thì đây anh nhé, bên em đang đấu tín hiệu trực tiếp để em test đây ạ. Đây là nhạc đang có cái tiếng bass của B3 nhé, tiếng súp của B3 7172 đấy ạ. Em tắt đi này. Đấy. Đấy thì bản thân em bên em đã đang test bằng một đôi loa full 30 mà cái giải âm nó đang thiếu. Vì thế mà chúng ta nên hỗ trợ thêm một cục súp hay là cục trầm điện để hỗ trợ thêm cái giải âm bass thấp thì nghe nó ấm hơn. Đây em bật lên ạ. Nghe rất sâu. Anh nghe anh mê luôn. Đây là hàng nhập nhà máy luôn cho anh. Công suất là 250W. Hiện tại đang hoạt động rất ổn định. Tiếng trầm rất là sâu, gọn, nó không bẹt như các cái dòng trôi nổi trên thị trường hiện nay. Rất là nhiều dòng nhái thì nghe tiếng trầm rất là bẹt và bị cái tiếng bass bị kéo dài, nghe rất là khó chịu, ù. Thì bên em có nhập hàng chất lượng để cung cấp ra thị trường cho các bác yên tâm. Tiếng trầm nghe đủ dài, nó sướng á. Vậy ạ. Chưa được bọc một cái căng sắt rất là chắc chắn bảo vệ cái bát bên trong. Vâng anh nhá, thì sau khi bên em đã kiểm tra chất lượng rất là ổn định và hoạt động rất là tốt thì bên em sẽ dán tem bảo hành cho anh. Tem vỡ luôn đây ạ. Để đây là hàng niêm phong luôn nhá, không có sự mở ra, hàng nguyên nhà máy luôn. Vâng, thì hiện tại cái trầm này của anh hoạt động rất tốt nhé và ổn định. Thì sau đây em xin phép đóng gói hàng của anh trước khi gửi. Và sau cùng thì Zika Audio Minh Số thì chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc anh luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Thì nữa em sẽ quay cả cái đoạn bên em đóng gói cho anh và địa chỉ đầy đủ thông tin trên thùng hàng của anh nhé. Anh Thông nhá, sau khi bên em đã kiểm tra rất là kỹ trước khi đóng gói thì bên em bọc lót rất là cẩn thận đấy ạ, có cả màng co chống nước. Đây là thông tin địa chỉ của anh nhá, rất là đầy đủ. Zika Audio Minh Số thì mong anh nhận được hàng sớm nhá. Thì sau cùng thì em chúc anh luôn luôn mạnh khỏe và may mắn trong cuộc sống ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.